Anh Tú khoe vẻ điển trai, lên tiếng chuyện được ưu ái trong Anh Trai Say Hi. Sau khi trở thành nhóm trưởng và giành chiến thắng trong tập đầu tiên Anh Trai Say Hi, anh Tú Atus tung bộ ảnh ăn mừng, gây ấn tượng với vẻ điển trai. Nam diễn viên cũng lên tiếng chuyện được ưu ái trong chương trình khi chiếm nhiều thời lượng trên sóng. Tập 1 của chương trình Anh Trai Say Hi chính thức được trình làng với nhiều khoảnh khắc hài hước, bất ngờ. Trong 6 bản demo của chương trình, hai nhóm với tên gọi Liên Quân 1, ICON, Liên Quân 2, Bảnh, được thành lập. Theo đó, anh Tú Atus với Khát Khao nhóm trưởng đã dẫn dắt Liên Quân 2. Gồm các thành viên, anh Tú Atus, Eric, anh Tú, Phạm Anh Duy, Dương Đô Miết, GFOL, Quang Trung, Phạm Đình Thái Ngân, Gemini Hùng Huỳnh, HURRIKNG, Rider, Song Luân, Captain, Tết và Đỗ Phú Quý không chỉ thể hiện sự duyên dáng trong quá trình làm quen, chọn đội, mà anh Tú Atus còn chứng minh được năng lực trong âm nhạc của mình. Sau phần thi, Liên Quân 2 nhận được 281 điểm, giành chiến thắng trước Liên Quân 1 do Isaac làm nhóm trưởng. Với 267 điểm, nam diễn viên gặp lại chị bầu ăn mừng bằng bộ ảnh mới, ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ. Anh Tú Atus diện bộ vest xám cách điệu với phần áo hai lớp không cần mặc sơ mi trong. Trang phục khéo khoe hình thể chuẩn chỉnh của anh lần đầu chào sân ở sâu âm nhạc, sinh tồn, nhưng diễn viên chính ít cho thấy tính giải trí cũng như thực lực trong nghề của mình. Trước chiến thắng của đội, anh không khỏi tự hào. Ông xã Diệu Nhi cho biết rất lâu rồi anh mới đứng trên sân khấu âm nhạc và lửa nghề trong anh một lần nữa lại cháy hừng hực. Nam diễn viên thừa nhận ban đầu khi nhận làm nhóm trưởng, dù tỏ ra tự tin nhưng bản thân cũng có rất nhiều lo lắng. Để làm việc mượt mà được với tập thể 15 người không hề đơn giản. Tú cảm ơn các anh em đã tin tưởng và lắng nghe lẫn nhau để có kết quả tốt nhất. Anh Tú Atus chia sẻ thời gian qua, anh Tú Atus được nhớ đến ở vai trò diễn viên. Vì vậy, việc góp mặt trong Anh Trai Say Hi là cơ hội để anh nhắc nhớ mọi người về khả năng âm nhạc của mình. Diễn viên sinh năm 1993 bộc bạch với thanh niên, đối với Tú, lý do để nhận lời tham gia chương trình Anh Trai Say Hi đầu tiên là về âm nhạc. Vì sau khoảng thời gian dài đóng phim, Tú muốn trau dồi, học hỏi và cập nhật những thứ mới nhất về âm nhạc. Bên cạnh đó, vì Tú là diễn viên, không đi diễn nhiều nên vào chương trình để diễn và trải nghiệm cùng các anh em, theo anh Tú Atus. Trong 29 anh trai tham gia chương trình, có nhiều người khiến anh thấy bất ngờ và ấn tượng. Trong đó, nam diễn viên đánh giá cao tư duy âm nhạc và phong cách của Dương Đô Miết, Rider và Captain trong tập đầu tiên lên sóng. Nhiều khán giả thấy rằng anh Tú Atus là một trong những người nổi bật nhất, chiếm nhiều thời lượng trên sóng. Điều này khiến người xem đặt nghi vấn nam diễn viên được ban tổ chức ưu ái trong chương trình. Tuy nhiên, anh Tú Atus lên tiếng phủ nhận và cho biết, thật ra trong thời gian quay hình, cá nhân Tú cảm nhận bên chương trình không ưu ái cho ai cả. Tú và 29 anh trai còn lại mỗi người đều có máy quay riêng và tất cả mọi người đều nói chuyện như nhau thôi. Chương trình mới phát sóng một tập, các tập sau khi các anh em làm quen với nhau nhiều thì các bạn sẽ thấy có nhiều anh em khác lên sóng,